54. 54. Mua sắm. Mua hàng. Tôi muốn mua một món quà. Tôi muốn mua một món quà. Nhưng mà đừng có đắt quá. Nhưng mà đừng có đắt quá. Có lẽ một túi xách tay. Có lẽ một túi xách tay. Bạn muốn màu gì? Bạn muốn màu gì? Đen, nâu hay là trắng? Đen, nâu hay là trắng? To hay là nhỏ? To hay là nhỏ? Tôi xem cái này được không? Tôi xem cái này được không? Cái này bằng da phải không? Cái này bằng da phải không? Hay là bằng chất nhựa? Hay là bằng chất dẻo? Dĩ nhiên là bằng da. Dĩ nhiên bằng da. Chất lượng đặc biệt. Chất lượng đặc biệt. Và túi xách tay thực sự là rất rẻ. Và túi xách tay rất rẻ. Tôi thích cái này. Tôi thích cái này. Tôi lấy cái này. Tôi lấy cái này. Tôi đổi được không? Tôi đổi được không? Tất nhiên. Tất nhiên. Chúng tôi gói lại thành quà tặng. Chúng tôi gói lại thành quà tặng. Quầy trả tiền ở bên kia. Quầy trả tiền ở kia.